Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với anh em một con app mới kiếm đồng Satoshi thì rất là nhanh và rút về cũng rất là nhanh của con Falcatfly. Thì con này anh em cứ làm và anh em rút được ngay nhá, không mất phí nhá. Thì anh em vào cái đường link dưới phần mô tả nó sẽ hiện như này. Đấy, thì anh em có thể login là khi có tài khoản, còn không có tài khoản anh em vào registration. Thì vào đây anh em điền mail, password và điền lại password cho mình. Và anh em hoàn thành cái captcha. Rồi sau khi hoàn thành anh em ấn get star nhé. Đó, anh em ấn vào cái ô rồi hoàn thành captcha. Rồi ấn get star. Thì sau đó nó sẽ gửi một cái mail về anh em. Anh em sẽ vào mail để mình verify, để mình đăng nhập lại cái tài khoản của app này. Sau khi nó gửi mail, anh em vào mail thì ở đây cái dòng màu xanh thì anh em ấn vào verify để đưa đến cái giao diện trang web để mình đăng nhập lại nhá. Anh em chờ một chút. Đó, vậy là nó đưa đến cái giao diện trang web như lúc trước, thì anh em ấn vào login. Sau đó anh em điền lại cái mail và mật khẩu anh em vừa đăng ký rồi hoàn thành captcha rồi sẽ đăng nhập được vào con app nhé. Phần captcha này chủ yếu là yêu cầu anh em điền vào cái ô có xe buýt. Sau khi vượt qua captcha anh em ấn login. Rồi nó sẽ đưa đến giao diện của trang web. Ở đây thì cái dashboard này thì anh em cũng thấy đấy, ở phần đầu tiên thì nó có cái đường link màu xanh, anh em có thể ấn cái đường link copy đem đi mời. Còn phía dưới thì nó là cái phần withdraw. Withdraw này thì cũng rất đơn giản, ở đây là cái đồng NTC Nitcoin, anh em sẽ lấy địa chỉ ví của đồng đó. Đó, phần dưới là cái phần bao nhiêu đồng anh em điền vào để rút, và dưới cùng là cái địa chỉ ví của NTC. Thì cái địa chỉ ví này anh em lấy ở bên ví Falcatpay nhá. Đấy, Falcatpay. Sau đó anh em có thể withdraw màu xanh nó thì nó sẽ về ví Falcatpay chỉ trong vòng 1-2 phút thôi là nó về anh em nhá. Thì ở đây mình chuyển sang giao diện máy tính cho anh em dễ nhìn. Đó, thì ở cái dashboard này thì anh em lấy plan đang là 0 đồng. Đấy, cái màu xanh này cái là link anh em lấy đem đi mời. Đấy. Còn tất cả cái dưới này thì nó cũng là thông tin mới của con app thôi, mới tinh. Thì anh em không cần quan tâm nhiều. Anh em quan tâm ở cái phần trên cho mình. Cái phần ai cao cũng kệ, không có gì mới cả. Anh em quan tâm ở cái phần menu forecast. Đấy, anh em quan tâm phần này anh em ấn vào đây cho mình. Sau khi ấn vào đây thì nó hiện sang giao diện để anh em làm nhiệm vụ. Ở đây là cứ mỗi 1 phút anh em được 120 coin. Đó, nó ghi rõ ràng như thế. Thì anh em kéo lên. Ở đây có phần captcha, thì anh em ấn vào captcha để anh em hoàn thành. Ở trên nó là số 10, thì ở dưới nó là số 10, thì anh em ấn 10 trước. Số nào trước thì anh em sẽ ấn số đấy trước theo thứ tự ở dưới. Đấy, cái này thì anh em để ý một chút. Đó, số 5 tiếp theo thì mình ấn số 5. Đó, tiếp theo là số 3 thì mình sẽ ấn số 3. Đó, sau đó mình ấn vào captcha, tôi là con người, là tích dấu V là hoàn thành. Đó, bây giờ là anh em là hoàn thành cái captcha này tiếp. Đó, sau khi hoàn thành cái captcha thì anh em kéo xuống dưới, anh em ấn vào cái nút màu tím này, connect do Gbox này. Đó, nó sẽ chạy, nó sẽ báo anh em thành công. Đó, nó báo là good job, anh em đã nhận 120 coin. Thì bây giờ anh em sẽ rút. Đó, để rút thì anh em quay lại cái dashboard nhé. Bây giờ đang được 120 coin rồi. Thì bây giờ mình quay lại cái dashboard để mình rút. Anh em ấn vào dashboard. Sau đó là nó ghi balance anh em được 120 đồng. Lúc trước mình rút được một lần rồi, được 120 đồng rồi. Nhưng mà lần sau thì theo mình thì được khoảng 60 đồng thôi. Đó, cái đầu tiên là cái Nitcoin nhé. Nó bảo là anh em điền cái ví của Nitcoin. Có nghĩa là cái mục này là mục của đồng Nitcoin. Nó bằng 0.0... cái min rút là 0.5 Satoshi.
thì cái ô dưới cùng là cái ô địa chỉ ví của PocketPay đó. Còn account đấy là anh em điền cái số account để anh em rút. Bây giờ anh em sẽ sang cái PocketPay đấy, thì sang PocketPay thì anh em sẽ ấn vào cái deposit cái nạp đấy, anh em ấn vào đó, sau đó là anh em kéo xuống, anh em tìm cái đồng LTC đấy, cái đồng LTC này đó, thì anh em copy địa chỉ ví để anh em quay sang kia anh em dán vào. Các bạn copy địa chỉ ví LTC này rồi sang kia. Ở cái phần ví PocketPay mình cũng có video hướng dẫn riêng rồi, các bạn xem dưới phần mô tả nhé. Thì đây các bạn dán vào cái phần ví ở dưới cùng này. Đấy, ở phần giữa thì các bạn điền cái số coin, rồi các bạn ấn withdraw. Thì sau khi ấn withdraw thì nó sẽ đợi thông báo đó, good job, bạn đã nhận được 60 Satoshi. Cái này thì mình rút lần thứ hai nên chỉ nhận được 60 thôi. Lần đầu các bạn rút sẽ nhận được 120. Đó, thì các bạn cứ làm nhiệm vụ như vậy. Sau một phút các bạn làm nhiệm vụ và các bạn rút như vậy thì con app này nó rất là hay. Đấy, thì cái ví PocketPay này các bạn có thể quay lại, các bạn kiểm tra xem đã rút được chưa. Các bạn vào cái dashboard. Đó, thì cái Little Coin của mình đã được 180 đồng các bạn nhé. Lúc trước là 120 cộng 60 là 180. Đó, thì cái địa chỉ và cái cách tạo ví PocketPay mình sẽ để dưới phần mô tả luôn cho các bạn. Thì các bạn tham gia con app này thì không mất phí tí nào cả, mà mình đào phát được và mình rút được luôn. Đấy, là nhiệm vụ được rút luôn thì cũng rất là hay. Thì các bạn cứ làm, nó đang mới cho nên làm kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Đấy, anh em ai mà rảnh thì có thể là cứ một phút là mình lại làm nhiệm vụ một lần. Đó, thì sẽ kiếm được rất là nhiều. Đấy, thì mình sau một phút rồi, bây giờ mình làm nhiệm vụ tiếp. Đó, thì mình vừa hướng dẫn anh em xong con app mới kiếm đồng Satoshi ở PocketPay. Thì chúc anh em thành công. Xin chào em và hẹn gặp lại anh em nhé.